Thưa quý anh chị em, hôm nay cuối tuần, mời quý vị nghe một câu chuyện có thật xảy ra tại tiểu bang Texas. Câu chuyện với tựa đề "Một vụ ngộ sát gây xúc động". Mở cửa nhà thấy người da đen ở trong phòng, tôi liền bắn hai phát chết ngay tại chỗ. Và sau đó là câu chuyện gây xúc động cả đất nước Hoa Kỳ. Jenny gửi cái dòng text cuối cùng cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas, khi mà cô bước đến gần cái căn apartment của cô ở lầu 3. Lúc ấy khoảng gần 10 giờ đêm, cô về muộn hơn mọi ngày sau cái ca trực kéo dài suốt 14 tiếng đồng hồ. Một ngày đầu tuần khá là mệt mỏi và nhức đầu với những chuyện lỉnh kỉnh chẳng đâu vào đâu. Cô cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Khi mà vừa tra cái chìa khóa vào cái ổ khóa cửa phòng, Jenny cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cô luôn luôn cẩn thận khóa cửa mà, tắt đèn mỗi khi rời khỏi nhà. Nhưng mà cái cửa thì dường như không có khóa. Cô mới xoay nhẹ cái nắm cửa, cánh cửa mở he hé. Jenny khẽ giật mình, đặt tay lên bắn súng như một phản xạ tự nhiên. Ánh đèn vàng hiu hắt từ bên trong hắt ra. Jenny suy nghĩ thiệt là nhanh. Ngoài Dick ra, không ai biết chỗ ở của cô. Vậy thì kẻ nào đã đột nhập vào phòng cô đây? Jenny rút súng, lùi lại một bước, tay giơ cao cái khẩu súng ngắn, chân thì đạp mạnh vào cửa. "Đứng yên tại chỗ, giơ tay lên!" Jenny hét lớn. Cánh cửa mở toang, cô trông thấy một gã đàn ông ngồi dựa lưng ở trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, tay cầm cái vật gì đó. "Bỏ ngay cái đó xuống, giơ hai tay lên!" Jenny nắm chặt khẩu súng bằng cả hai cánh tay, mũi súng chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt. Trước mắt cô là gã đàn ông da màu lả quắc, gã mặc quần shorts, tay cầm cái vật gì đó lấp lánh cô không có nhìn thấy rõ. Gã chồm người dậy nhìn chòng chọc vào cô. "Giơ hai tay lên, bỏ cái đó xuống ngay, nếu không tôi bắn ạ." Jenny quát lên và lùi lại một chút, hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Gã đàn ông đứng bật dậy, dáng cao lớn, khệnh khạng. "Hey hey 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 hey!" Gã trợn mắt, xăm xăm bước về phía cô. "Đoàn! Đoàn!" Jenny nổ liền hai phát. Gã bật ngửa ra phía sau, nằm ngay đơ, đầu gối trên thành ghế sofa. Suốt những năm hành nghề cảnh sát, Jenny vẫn được đồng nghiệp thán phục về cái tài thiện xạ. Đã bắn thì không có trặc vào đâu được. Cô từ từ bước qua cửa, men sát vào cái vách tường, rồi lọt hẳn vào trong phòng lúc mà hai tay vẫn không có rời khẩu súng. Hai mắt thì vẫn chăm chăm nhìn xuống thân hình bất động ở dưới chân sofa. Gã da màu nằm im, không có nhúc nhích, máu loang trước ngực. Jenny đảo mắt một vòng, nhìn xung quanh, và chỉ trong một vài giây, trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn phòng khách, cô nhận ra cái điều gì đó khác thường. Cô lắc đầu mấy cái cho thiệt là tỉnh táo. Jenny bỗng thấy lạnh sống lưng. Cô thấy chóng mặt, khẩu súng trong tay rơi xuống lúc nào không có hay. Trời đất ơi, đây không phải là căn apartment của mình. Cô đã vào nhầm phòng rồi. Jenny vội quỳ xuống bên người đàn ông. Gã nằm ngửa, hai con mắt mở lớn trợn trừng, bàn tay phải mở ra cho thấy cái vật trong tay là cái chiếc mũ nhôm. Một ly kem gã ăn dở và cái hộp kem còn mở nắp để trên chiếc bàn thấp cạnh cái sofa, và máu thì vẫn loang lổ trên sàn nhà.
Jenny ngồi bật dậy hoảng hốt. Trời đất ơi, cô đã làm gì vậy? Cô giết người rồi. Jenny lại quỳ xuống đặt tay lên ngực ngã. Cô nhớ tới những cái thao tác CPR từng ứng dụng. Vô ích. Viên đạn trúng ngay tim. Ở dưới chân cô giờ đây là một xác chết. Cô nhìn lại bàn tay mình. Máu, chỉ thấy máu mà thôi. Jenny cố trấn tĩnh và gọi số 911 trước khi gieo mình xuống chiếc sofa mà người đàn ông đã ngồi trước đó vài phút. Tiếng TV ở cái góc phòng phát đi các bản tin về vụ cướp bóc ở đâu đó. Jenny nghe tiếng lao xao và tiếng chân người từ ngoài hành lang đang đến gần. Phiên tòa đã bước sang ngày thứ năm và dự trù sẽ đưa ra phán quyết chung thẩm. Jenny hôm nay trông thiệt là hốc hác, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cô phải trả lời nhiều câu hỏi từ công tố viên. Trả lời câu hỏi đầu tiên, Jenny nói cô không có biết gì về Bruce, người hàng xóm đã thiệt mạng vì hai cái phát súng nghiệt ngã của cô đêm hôm ấy. Người thanh niên da màu đã chết bất ngờ, không hiểu được vì sao mình lại phải chết. Bruce ở lầu số 3, ở trong cái căn phòng ngay ở dưới cái phòng của Jenny ở lầu 4. Anh là nhân viên kế toán của một công ty tài chánh. Bruce kém cô 3 tuổi, là một thanh niên hiền lành và tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Ngoài công việc ở sở, anh là thành viên của hội đồng một vụ giáo sức tại một cái nhà thờ ở địa phương trong rất là nhiều năm. Công tố viên muốn cô diễn lại cái trình tự mọi chuyện xảy ra hôm ấy và phóng ra liên tiếp những câu hỏi như không để cho cô có thời giờ phải đắn đo suy nghĩ. Chuyện gì đã làm cho cô không có tỉnh táo hôm ấy vậy? Thưa ông, tôi không rõ. Có thể là tôi đã làm việc quá sức chăng? Tôi làm đến hơn 14 tiếng đồng hồ thay cho người bạn ở trong sở nghỉ bệnh. Còn gì nữa? Tôi về muộn mà, khá là mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Từ lúc xuống xe parking, tôi vừa đi vừa text message với người bạn cùng sở, cho nên không có nhận ra là mình đang ở lầu 3 chứ không phải lầu 4. Mỗi phòng đều có tấm biển ghi số phòng gắn ở trên cửa. Cô không nhìn số phòng sao? Thưa ông, không. Jenny lắc đầu. Phòng tôi ở dãy bên tay phải, cạnh phòng cuối cùng của hành lang, rất là dễ nhận biết, cho nên tôi cứ đi thẳng tới đó. Vì khi mở cửa phòng, cô không nhận ra đấy không phải là phòng của mình sao? Thưa ông, không. Jenny lắc đầu. Đèn thì không có đủ sáng, và cái cách bài trí nơi cái phòng khách khá là giống với phòng của tôi. Bộ sofa cũng gần như một kiểu một màu. Cô nghĩ gì và phản ứng như thế nào vào lúc ấy? Thưa ông, một kẻ lạ nào đó đột nhập vào phòng mình. Tôi nghĩ vậy. Tôi rút súng ra. Tôi cần phải phản ứng thật nhanh. Nghề nghiệp đã dạy tôi như vậy. Công tố viên hỏi tiếp. Không có hỏi tiếp. Cái phòng xử chìm im lặng trong vài phút. Cô nghĩ gì trong đầu khi cô nổ súng vào người đó? Thưa ông, tôi sợ. Tôi sợ lắm. Jenny trả lời giọng run run. Tôi yêu cầu anh ta đứng yên và giơ tay lên đến mấy lần, nhưng anh ta bỗng hét lớn hi hi hi, như là bị kích động và sắn về phía tôi. Tôi nghĩ là anh ta sẽ giết mình. Tôi không còn cách nào khác. Bắn chậm thì chết. Jenny đã khóc lên nức nở. Nhiều tiếng lào xào. Bà thẩm phán Tammy thì nhìn Jenny chăm chú và khẽ gật đầu. Tôi ngu ngốc quá, Jenny nói ở trong tiếng đó. Tôi muốn được trừng phạt. Cô nói tiếp đi, rồi sao nữa? Mọi người vẫn đang nghe cô nói mà. Bà thẩm phán Tammy lên tiếng. Tôi thấy mình thật là xấu xa, kinh tởm. Jenny nói nhỏ, cúi gầm mặt xuống. Tôi thù ghét tôi mỗi ngày. Tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm được một ngày bình yên trong suốt cái phần đời còn lại. Jenny sẽ nhận bản án chung thẩm hôm nay. Cái việc xét xử và nghị án nó có khuynh hướng bất lợi cho cô ở trong cái bối cảnh khá là căng thẳng.
do những đợt biểu tình phản đối tình trạng bạo hành của cảnh sát đối với người da màu gần đây vẫn chưa có lắng xuống. Công tố viện có lẽ muốn cáo buộc tội sát nhân cho cô hơn là tội ngộ sát, để làm dịu bớt những làn sóng phẫn nộ. Trong suốt cái phiên xử, Jenny tránh cái nhìn từ phía người thân của Bruce. Cô tin là họ căm ghét cô và chỉ muốn cô phải chịu cái bản án nặng nhất. Công tố viện đề nghị bản án 28 năm tù giam bằng cái số tuổi của Bruce vào ngày sinh nhật của anh ta trong tháng này nếu như anh còn sống. Jenny đã lấy đi những năm tuổi đẹp nhất của anh và cô phải trả lại đúng cái số năm ấy. Sau nhiều giờ nghị án của bồi thẩm đoàn, Jenny sau cùng nhận cái phán quyết chung thẩm là 10 năm tù giam và có thể xin được ân xá sau 5 năm ngồi tù. Những người thân trong gia đình nạn nhân được phép lên tiếng. Alice, mẹ của Bruce, chỉ sụt sùi kể lể. Bà không nói gì được nhiều. Còn bác, ông bố thì lắc lắc cái đầu, tỏ dấu không có muốn lên tiếng. Cho nên mọi người phải hướng về phía Ben, em trai của Bruce, cái người mà sẽ nói những lời sau cùng. Chàng trai 18 tuổi này mặc bộ vest đen chỉnh tề, đeo kính trắng, khuôn mặt có vẻ tựa tựa giống như ông anh của cậu. Tôi không ghét chị, cho dù chị đã làm chúng tôi phải lìa xa Bruce. Ben cắt tiếng sau vài giây im lặng. Cậu đưa mắt về phía Jenny và nói một cách chậm rãi. Tôi thật lòng mong muốn những điều tốt lành cho chị đó chị Jenny. Tôi cũng không muốn chị phải vào tù một ngày nào đâu. Và tôi tin anh tôi là Bruce cũng muốn như vậy mà. Tôi hiểu Bruce hơn ai hết. Anh ấy rất là mau quên và là dễ tha thứ. Anh ấy không muốn chị phải vào tù đâu. Anh ấy chẳng có oán ghét ai bao giờ và cũng chẳng muốn làm cho ai buồn khổ. Những gì tôi nói ra đây là những điều tôi học được từ Bruce anh tôi đó. Giả như anh ấy có ở đây thì anh ấy cũng sẽ nói giống như tôi vậy thôi. Mọi việc đã xong rồi. Chị đâu có muốn như thế phải không chị Jenny? Chẳng có ai muốn như thế cả. Ben ngừng lại. Cả căn phòng không có một tiếng động. Mọi người đều im lặng và lắng nghe chờ cậu nói tiếp. Ben nhìn thật lâu vào trong đôi mắt của Jenny đỏ hoe. Anh ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho chị thôi. Chị cũng cần phải tha thứ cho chính mình. Ngừng lại một chút, Ben nói tiếp. Nếu chị không làm được việc như vậy thì chị hãy tìm đến với Chúa đi. Một khi chị biết lỗi và hối lỗi thì Chúa thế nào cũng sẽ tha thứ cho chị. Riêng phần tôi cũng tha thứ cho chị. Ben lại ngừng một chút. Cậu hướng cái nhìn về bà thẩm phán Tammy. Liệu tôi có thể dành cho chị ấy một cái ôm không? Không có tiếng trả lời. Tôi có được phép ôm chị ấy không? Ben hỏi một lần nữa giọng khẩn khoản. Tôi xin được phép chứ, xin cho tôi. Được, bà thẩm phán nói sau ít giây bối rối. Ben rời cái bàn bước xuống. Phía bên kia thì Jenny đưa mắt nhìn viên cảnh sát bên cạnh cô. Anh ta đứng lặng yên, không có nói năng gì. Cô bước ra khỏi hàng ghế và tiến về phía Ben. Khi tới gần nhau, cô dang rộng cánh tay, lao vào ôm lấy cậu. Hai cánh tay cô quấn chặt cổ cậu. Mọi người nghe rõ tiếng khóc nức lên của hai người. Ben ôm lấy tấm lưng Jenny, hai bàn tay cậu xòe rộng xoa xoa, vỗ dọc lưng cô. Em tha thứ cho tôi chứ, Jenny thì thầm. Tôi không nghe lầm chứ, Ben. Tôi muốn được nghe lại một lần nữa, xin làm ơn. Tôi tha thứ cho chị,
Ben khẽ nói. Anh Bruce muốn tôi làm việc đó, anh ấy và tôi cùng tha thứ cho chị. Jenny áp mặt vào ngực của Ben. Cô buông lỏng đôi tay rồi lại ôm chặt lấy Ben một lần nữa. Thế còn những người khác trong gia đình em thì sao hả Ben? Tôi không rõ lắm, nhưng tôi tin mọi người rồi sẽ tha thứ cho chị thôi. Ngừng lại một chút, Ben nói, chị tin tôi đi, chị Jenny, khi tìm đến với Chúa, chị sẽ được bình an thôi. Hãy can đảm lên, chị hứa với tôi đi. Tôi hứa, Jenny nghẹn lời, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt. Peace be with you. Ben thì thầm lời cuối trong lúc chậm rãi buông cô ra. Không một ai trong phòng nghe được họ đang nói gì. Viên cảnh sát dìu Jenny về lại chỗ ngồi. Ben qua nhìn Jenny trong một thoáng trước khi rời phòng xử. Ted, luật sư biện hộ cho Jenny, chìa tay bắt tay bố của Ben khi mà hai người cùng bước ra ngoài hành lang. Cậu bé này tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Bản thân tôi phải học rất là nhiều ở cậu. Chỉ có chiếc ôm ấy mới chữa lành được những vết thương. Đúng thế, Beth khẽ gật đầu. Rồi ông quay nhìn cậu con trai đứng từ phía sau, đưa cái ngón tay cái lên. Hai bố con cùng bước xuống những bậc thang cấp của tòa án. Vậy là xong. Bác siết chặt vai cậu và nói, bố cảm ơn con lắm, bố yêu con Ben ơi. Bây giờ đây bố cảm thấy nhẹ nhõm lắm, tạ ơn Chúa. Giờ đây bố mẹ vẫn có con ở bên cạnh đó mà. Tất cả rồi sẽ qua đi. Chúng ta cần phải sống, mọi người cần phải sống. Chúng ta không để bất cứ thứ gì đè nén lên trái tim của mình. Ben im lặng, cậu cũng nghĩ như bố thôi. Mỗi người có một phần số mà. Bác nói tiếp, chúng ta không có làm khác đi được, nhưng chúng ta có thể làm nhẹ bớt cái phần nào những gánh nặng. Ai cũng cần một vòng tay ôm. Ben vẫn im lặng. Cậu hít sâu và thở ra một hơi rất là dài. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm như bố thôi. Buổi chiều xuống dần, hai bố con sánh đôi bên nhau. Bác lại bóp nhẹ mấy cái vào vai Ben và ông choàng hẳn tay qua vai cậu rồi khoác vai cậu bước đi thân mật như là hai người bạn. Bố nói đúng,